Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp chúng ta cùng nhau thực hiện món đậu phộng rim nước tương. Đang đói, gặp chén cơm nguội ăn với những hạt đậu phộng rim nước tương, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay thì ngon tuyệt cú mèo luôn. Và món đậu phộng rim nước tương dần dần đi vào quên lãng. Vì vậy, ngày hôm nay Thông muốn mời cả nhà cùng với Thông chúng ta cùng nhau thực hiện món đậu phộng rim nước tương này nhé. Cách làm thật là đơn giản nhưng rất là ngon. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp. Để thực hiện món đậu phộng rim nước tương, chúng ta cần có đậu phộng rang, nước tương, đường, tương ớt và dầu ăn. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nhé. Cách làm đậu phộng rim nước tương đơn giản nhất quả đất luôn. Đậu phộng Thông đã rang sẵn rồi. Như video Thông đã chia sẻ ở lần trước, cách rang đậu phộng thì cả nhà thấy đậu phộng của Thông rang vỏ không bị cháy nhưng ăn rất là giòn, là vì sau khi Thông rang đậu phộng xong, Thông sẽ ủ vào trong một tờ giấy và một cái khăn cho khi nào đậu phộng nguội thì thôi. Vì vậy đậu phộng của Thông bây giờ ăn rất là giòn, giòn vô cùng luôn. Và bây giờ Thông sẽ cho nước tương vào chảo. Thông sẽ sử dụng một muỗng súp nước tương. Một muỗng súp nước tương Thông sẽ cho vào chảo. Và đường Thông sẽ cho 2 muỗng cà phê đường. Và cả nhà ơi, mặn hay ngọt tùy thuộc vào sở thích của từng gia đình. Rồi bây giờ Thông chờ cho đường và nước tương hòa tan với nhau. Thông sẽ cho vào đây một muỗng cà phê tương ớt. Tương ớt này chủ yếu cho vào để cho nó lên màu cho đẹp thôi chứ nó không có cay. Rồi bây giờ Thông sẽ đảo hỗn hợp nước tương, đường và tương ớt. Cả nhà có thể nêm nếm độ mặn, độ ngọt và độ cay cho vừa khẩu vị của từng gia đình nhé. Và sau khi nước tương, đường và tương ớt đã hòa quyện vào với nhau, Thông sẽ cho đậu phộng rang vào và Thông sẽ đảo đều đậu phộng rang. Vì sao Thông lại không bóc vỏ đậu phộng rang? Vì nếu Thông bóc vỏ đậu phộng rang thì đậu phộng sẽ không bám nước tương và đường, tại vì không có vỏ thì nó rất là trơn mà. Vì vậy là Thông để vỏ. Rồi sau khi Thông đảo, Thông thấy nước tương, đường và ớt đã dính vào trong đậu phộng rồi thì bây giờ Thông cho vào đây khoảng một muỗng cà phê hoặc là 2 muỗng cà phê dầu ăn và Thông đảo đều. Thông sẽ cho lửa nhỏ và Thông đảo cho khi nào đậu phộng của Thông nó dính đều hết tất cả gia vị vào. Lúc đó món ăn đậu phộng rim nước tương của Thông đã xong. Cả nhà nhìn thấy đẹp chưa? Rất là đẹp mà thơm ơi là thơm luôn. Rất là lâu rồi món ăn này đi vào quên lãng, là tại vì lúc này các cửa hàng, cửa họ, nhà hàng, nhà họ mọc lên như nấm. Vì vậy chúng ta rất là lười vào bếp phải không ạ? Lúc đang đói, được một chén cơm nguội ăn với đậu phộng rim nước tương như thế này thì thôi quên sầu luôn phải không cả nhà. Ngày xưa là Thông hay làm món này để ăn lắm. Và ngày xưa lúc còn ăn mặn thì Thông rim với cả nước mắm. Nhưng mà bây giờ Thông ăn chay rồi thì Thông rim với nước tương. Cả nhà nhìn thấy những hạt đậu phộng của Thông nó đã quyện, nó đã bám nước tương, đường và tương ớt rồi, cộng thêm một chút xíu dầu ăn nên cái hạt đậu phộng của Thông nhìn rất là bóng.
Rồi, món ăn của Thông đã làm xong rồi đây. Bây giờ Thông sẽ múc ra đĩa để mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nhé. Rất là nhanh phải không ạ? Nhanh và đơn giản nhất quả đất luôn. Tàn tan, đậu phộng rim nước tương của Thông đã xong rồi đây. Bây giờ Thông sẽ mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nhé. Cả nhà thân mến, món đậu phộng rim nước tương của Thông đã xong rồi đây. Cách làm thật là đơn giản nhưng rất là ngon. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nhé. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi video của Thông. Và để ủng hộ kênh của Thông trên YouTube, xin cả nhà hãy like, chia sẻ, đăng ký và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo. Và nhớ bấm chuông để được những video mới nhất của Thông trên YouTube. Thông xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Thông xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.